Hello, chào mọi người. Bây giờ thì Bi sẽ làm gà. Ta ta ta. Hôm nay sáng không ta? À, gà này thì Bi chắc là Bi sẽ làm turkey. Hồi đó giờ chưa làm, hôm nay là lần đầu tiên mình làm nên làm. Không biết là có ngon hay không, tại vì hồi hôm nay á Bi ngồi trong chỗ làm á, cái Bi coi cái tình thấy người ta làm á, thấy cũng dễ nhưng mà không biết ra ăn như thế nào. Nhưng mà bây giờ mình bắt đầu mình làm thử nha. Cái này thì Bi mua ở chợ, cái này là chicken tender. Một cái dĩ này là 5 đồng 32 cent, chắc là Bi làm ăn không hết đâu, tại ngày mai thì Bi cũng không có đem cơm theo. Trong chỗ làm của Bi nó có cho đồ ăn rồi, nên là bây giờ là chỉ làm cho hôm nay ăn thôi, ngày mai là thứ sáu rồi. Nhiều đây thì ăn không có hết nên là Bi sẽ bỏ một ít vô, bịt bỏ vô ngăn đá. Bi một bình nước tương cái hiệu Kikkoman. Honey. Bỏ paprika, cái lá này, cái này rất là thơm các bạn. Tiêu. Mọi người, bây giờ là 11:30. Hôm qua không biết sao mà ngủ khó ngủ, rồi ngủ mà kiểu nó không có ngủ.
thẳng nhất có ngủ cái chập chờn dậy 9 giờ mấy bị dậy, và bị ngồi bị edit video. Anh Khoa thì đi ra mới ra rồi chùi xe. Cái người này khoái xe dữ. Anh Khoa chùi xong thì chút hai đứa mình sẽ đi mua phở. Lâu rồi thì cũng không có ăn phở, tại vì cũng kiểu bên đây nhiều đồ ăn quá đó, nên là cũng không có phải là thèm phở, nên là lâu lắm rồi mới ăn, chắc còn mấy tháng trời. Tại vì ở nhà nếu mà mẹ nấu thì ăn thôi, chứ không cũng ít đi ra ngoài ăn phở. Thường là ăn bò hay là ăn bánh canh cua này nọ, cơm tấm. Còn phở thì đi mới edit xong một cái video trời. Ráp lại chắc sẽ tập yoga một chút cỡ 30 phút rồi đi tắm. Hôm nay là ngày July 4, là ngày đốt pháo dữ dội ban đêm. Chiều nay thì sẽ ăn Korean barbecue bò nướng các bạn chè nhé, nhìn hấp dẫn. Lâu rồi cũng không có ăn thịt nướng, tại vì hồi đó thì Bi với anh Khoai đi ăn ở một chỗ trên Korean barbecue á, chỗ mà giống như là all you can eat, ăn đủ thứ á. Nhưng mà tại vì mùa dịch nè, nó cũng có bán nhưng mà nó bán to go. Mình muốn tới đó mình ăn đủ thứ này nọ, ăn nướng tại chỗ thì nó ngon hơn. Mình mua về thì mình vô chợ mình mua về cũng được rồi. Chứ mình vô đó mình mua chi nó mắc lắm luôn. Đó, nhưng mà nó cũng bán to go, cũng thấy nhiều người cũng tới mua Tugo về, nhìn cái hộp nhìn chán đó. Chiều nay sang Korean barbecue, yeah. Trong lúc chờ nó ráp lại thì mình đi sẽ đi tập yoga. Hello. Màn một cảnh hai mới pick up phở và qua bên Coco Can uống tiếp. Giờ hôm nay sẽ thử cái gì? Lá dứa với lại mua thêm matcha. Thấy cũng đông. Đông quá nè. Chờ lâu quá nè. Coco Can. Rau má dừa với lại nước mép không ạ? Cũng ok. Hôm nay theo team July 4 American flag. July 4 ăn đồ ngọt. Bánh dưa hấu, chua chiên, đậu xanh, chè đậu xanh. Đó là dần dần. Nay chở Berry đi mua bánh mì. Mở ra luôn bác. Mở ra luôn hả thầy? Mới mở hả? Mẹ. Đây đầu bếp. Chuyền văn vô áo nha. Áo bẩn nhà trắng luôn. Áo chị bẩn nhà tặng cây em màu. Thank you. Đi vô đây bấm với bà. Đây là nó láng. Láng thì bé cũng có. Láng thì bé cũng có. Cái đó là ấy lửa phải không? Để cho nó chín thì chở. Đây chín như vậy, tao mặc áo này. Không. Ủa hết rồi đó rồi. Hết rồi. Hết rồi đó rồi. Đó, khi nào mình có thể cái này thì vậy đó. Hấp dẫn. Cái này là vậy, cái này là một cái này. Này mình ăn 3 ngàn. Mà giờ mình đi ăn hết sáng rồi.
thích hồn. Hút làm sao? Tai hút làm sao? Wow. Đen thun. Đây có quá trời pháo nè. Green. Wow. Có video không? Xài mấy cái nhỏ nhỏ chứ nha. Giờ lấy quẹt. Quẹt có video không? Giờ quẹt có video không? Không biết. Luôn ơi. Như vậy là lấy sẵn bình của quả là 5 triệu rồi nha. Cái mình xịt có một lửa. Ừ, xịt lửa đó. Hơn 200 đô á. Nó còn sáng quá rồi không? Qua em thấy gì chờ. Quán tay. Ờ chú sợ đâu. Bên này đốt nè. Chạy trước. Trời ơi, văng sát pháo.
chừng. Này tháp hả? Tháp hả? Đó. Nó ăn tùng nó hay đó nó hay mướn thôi con đúng hả? Chỗ bán là có cái bán chỗ ta vậy tưởng thế rồi. Chung với nhau, chuối với dưa leo thì nó làm cho lỗ chân lông của mình nó săn chắc, với lại nó dưỡng ẩm cho da rất là tốt. Người ta nói bỏ min nữa nhưng mà Bi không có min, nên là chỉ chuối với dưa leo. Và chuối thì nó sẽ làm cho cái da của mình nó sáng hồng tí xíu, và nó giúp cho những cái tàn nhang hay là những cái chỗ mà đen đen á nó sẽ sáng hơn. Bây giờ thì Bi sẽ mở cái hộp này ra
À, hôm bữa Bi mới order. Cái này mua, mua để cho người ta. Tại vì hôm bữa sinh nhật của Bi á, người ta cho Bi tùm lum, nên là Bi cho lại. Bi mua 3 cái này, Bi cho. Cái này là dưỡng môi của Dior. Nó giống vậy nè. Đó, Bi xài rất là thích. Bi không biết mua cái gì, không biết mua cái gì cho. Bữa tính mua mascara nhưng mà suy nghĩ lại thôi mua cái này cho 3 đứa. Bi xài cái này Bi rất là thích. Bi hình như Bi có thêm một cây nữa đâu mất, không biết để đâu mất tiêu. Xài dưỡng môi cực kỳ phê. Cái này nó có mấy màu lần, nhưng mà Bi mua cái này thì màu nó bình thường, giống như son bóng. Take another hit.